nhằm khắc phục tình trạng một số địa phương không gửi báo cáo, gửi báo cáo không đúng thời gian quy định, số liệu báo cáo không đầy đủ về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin liên quan về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 năm 2021. Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các địa phương có giải pháp để kiểm soát quản lý thị trường bất động sản, bảo đảm ổn định thị trường bất động sản tại các địa phương. Bộ cũng yêu cầu các địa phương báo cáo về giải pháp, kết quả xử lý hiện tượng giá đất tăng chóng mặt thời gian qua, đồng thời đề nghị báo cáo các giải pháp và kết quả thực hiện theo yêu cầu của Bộ để ổn định thị trường bất động sản tại địa phương. Bộ cũng yêu cầu báo cáo những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp tháo gỡ nếu có, thời gian gửi báo cáo trước ngày 5 tháng 7 năm 2021.